Bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. À, xin chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào Nguyễn Ái. Chào bạn. Dạ. À, em xin tự giới thiệu, em là Võ Thị Cẩm Nhung, em đến từ Long An, hiện là kế toán. Muốn sống và làm việc tại Long An luôn? Dạ không, em đang sống và làm việc ở Tân Phú ạ. À, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25 tuổi, kế toán. Dạ. Kế toán mà lại bước lên sân khấu, mình tưởng đâu là người mẫu chứ. Trời ơi, hạnh phúc quá. Thiệt. Còn bạn trai? Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, 26 tuổi, hiện em làm bên bộ phận kiểm định chất lượng phần mềm. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn chị. Kiểm định chất lượng phần mềm. Dạ. Giống như là kỹ sư điện tử vậy luôn phải không bạn? Dạ. À, tại sao lý do thì bạn biết đến chương trình mà bạn tham gia? Dạ thì do 25 tuổi rồi mà cái tuổi này ở dưới quê gọi là già và háp rồi á. Trời. Nên ba mẹ thì cứ lo sốt chó rồi. Hối thúc hả? Dạ hối thúc rồi. Gia phả trong gia đình em á, thì cô dì chú bác thì cũng là may mối nhiều lắm, nhưng mà nó không có thành công, nên hôm nay em tự thân lên đây. Châu gia mà, mai mối được mấy mối rồi? Dạ được 5 ạ. 5 mối? Dạ. Rồi vậy là mấy người đó không mát tay rồi. Để coi mối thứ 6 này sao. Sao bạn? Nói đi, nãy giờ nghe cảm giác sao? À, thì em thấy bên bạn nữ này trải qua 5 mối tình thì đâu phải 5 mối tình. Nãy giờ chưa có mối tình nào hết trơn. Trời ơi. Tầm mai là mối thôi. Thì cũng giống như là trường hợp của em, cũng trải qua là hai cái mối tình, nhưng mà ở đây là không phải là tình yêu, chắc gọi là tình cảm gà bông thôi. Một cái mối tình đó là khi mà em học cấp 2, có một cái bạn nữ thì mỗi lần mà bạn đó đi học á là bạn đó hay mua cơm cứ đem qua cho em. Vậy người ta thương mình rồi đó. Nhưng mà tại vì bạn đó thì cũng hơi dữ. Nhưng mà có hôn chưa? Cấp 2 rồi sao hôn vậy anh? Cấp 3 có hôn chưa? Cấp 3 thì em chưa có trải qua. Bạn mong muốn thế nào nói luôn đi. Dạ, bạn nữ thì hiền, không có quản thúc gì bạn trai nhiều quá. Làm như tù gì quản thúc. đi đâu về cũng phải đi đâu làm cái gì. Thà cái đó thì để em tự nghĩ em nói thì nó sẽ được tốt hơn. Một bạn nữ thì biết chăm lo gia đình là được. Như đó được rồi, đơn giản. Suy tốt. Trời mà nó lanh quá. Dạ. Chiếm diễn đàn của mình. Em nói đi em. Em nghĩ theo em đánh giá em á, nếu mà đủ tiêu chuẩn làm vợ, một người vợ tốt á, thì chắc được 80%. Vậy là trước giờ mấy anh kia chắc mắt bị đuôi hết rồi hay sao? À. Em không biết nữa chị. Vậy em thích mẫu một người bạn trai như thế nào? À, do là gia đình em con một nên em thích bạn trai là gia đình đông anh em. Về ngoại hình á, thấy dễ nhìn là được. Giống Song Joong Ki hay là Lee Min Ho thì càng tốt. Cho nó chị cũng muốn mà không được. Khó quá, cái đó bỏ qua đi. Đã nói bây giờ thực tế rồi. Dạ. Để lấy chồng đúng không? Bây giờ gia đình ép lấy chồng giữ chưa? Dạ giữ rồi chị. Bây giờ nếu mà ok được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Hồi Tết á, khi mà dọn nhà thì mẹ có nói một câu á, là nói nhất định Tết năm sau phải có một người. Coi như là bằng quyết chí chuyến này là cố gắng phải không? Rồi đồng ý về thành bốn người không? Ngồi cười hoài luôn. Nghe phải quá. Bây giờ ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Nói cho bà bên kia nghe luôn. Ưu điểm của em thì em không cà phê, hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè. Với lại khi mà đi chơi gì đó thì không bao giờ về quá 10 giờ. Ủa ai đi chơi không quá 10 giờ? Bên đây. Dạ chào chị. Em đi chơi không quá 10 giờ hả? Ta nguyên khắc vậy thôi, vậy tốt có gì đâu ngạc nhiên. Không, thật là hơi lạ, một chàng trai 26 tuổi ở Sài Gòn mà đi chơi không quá 10 giờ về, mình thấy nó lạ, mình qua mình nhìn thôi. Em đâu có phát biểu là tốt không tốt gì đâu. Trai gì tốt quá gì. Hên xui. Hồi đó giờ có hung hít gì chưa? Có nắm tay hả? Thiệt luôn á hả? 26 tuổi hả? Thích trai thích gái? Là thích gái. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ. Biết hung không? Nếu mà có cơ hội thì, nếu mà quen thực tế thì chắc cũng thử. Thử rồi cũng làm không được sao? Không có đâu chị. Hơi khó quá là được. Không, mà tại vì cái chuyện này lạ nè. Lúc rảnh rỗi thì em làm cái gì? Cảm em, luôn. Hay đọc truyện, ví dụ Doraemon. Cái gì vậy? Doraemon hả? Thì Conan nó tên. Ủa trời, chưa yêu lần nào, chưa sở biết hung. Sở lành mạnh. Rồi sao không đọc mấy cái coi người ta coi yêu đương làm sao? Người ta hung hết đồ làm sao? Cái Doraemon sao trời? Rồi em cứ xuống người ta làm cái chuyện gì đâu không? Thôi vậy là được rồi. Thôi gì bển đi. Không này, đứng lên như vậy dòm cái thôi. Dòm cao, to, cao hơn tôi luôn á. Kỳ vậy trời. Còn zin á. Chắc không? Rồi chắc. Không mấy mấy coi. Thiệt luôn hả? Chu cha mẹ ơi. Hú hồn, hú vía. Có luôn hả? Ồ, hay nha, hay nha. Rồi, chào em. Bây giờ nghe chị Cát Tường phỏng vấn bệnh em cảm giác sao? Em cảm giác hồi hộp để được gặp người ấy. Ủa em. Người đàn ông mà chưa có biết phụ nữ là gì? Em còn non nớt quá nên
nên cũng chưa biết. Em không thích gì ở người đàn ông? Răng hô. Ủa em thích Lê Minh Hô mà. Ảnh hô, ảnh tên Hô nhưng mà ảnh không có hô. À, ảnh tên Hô anh không hô, còn cái người hô mà không phải tên Hô không thích. Chung là em chỉ có như vậy thôi. Em có tật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm anh. Thí dụ? Thí dụ như là hay ngủ như sao áo sáng ngày đâu có tiêu. Trời đất ơi. Mày không nghe, mày tôi không nghe nha. Ủa là sao? Là em không biết là nóng nực quá hay sao mà kiểu như không biết cái đó là không biết cái đó là do quán tính của em hay sao em không biết. Rồi cái áo nằm ở đâu, là mình cởi ra mình quăng đâu luôn hả, hay là vẫn còn cái áo nằm kế bên? Cái này mà ngủ nhà mà người lạ căng à. Mà có lúc em cởi áo ra em không biết luôn. Dạ em không biết. Rồi vậy là em giống như bị mộng du vậy đó phải không? Thử bữa nào ngủ bận áo đi để coi sáng dậy thấy có bận cái áo vô mới ghê. Đúng không? Dạ. Mộng du nè. Để cười hoài luôn. Ai, hôm nay bạn có đi với người thân không? Dạ có, em đi với ba của em. À, đi với ba hả? À, chào bác. Dạ chào Quyền Linh với Tường. Dạ chào bác. Thì cháu thì cũng được, còn do quyết định thì do con Tuấn thôi. Rồi bạn gái nó đi với ai không? À, dạ em có đi với bạn thân của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À chào em. Thật ra khi mà thật em rất là bất ngờ khi là hai bạn rất là hợp nhau. Hợp chỗ nào? Tại vì anh rất là hiền, bạn em cũng vậy. Anh chăm chút cho gia đình thì bạn em cũng như thế. Nghĩ là anh cũng sẽ thích một người như bạn em. Hy vọng hai người sẽ tiến xa hơn à. Em thấy không, thật sự bạn khi có những phút hết sức là nói thật. Yeah. Cũng vui tính. Còn bạn thì coi như là cũng chưa có người yêu, chưa có một lần nào được chạm má người yêu đúng không? Yeah. Mong rằng hôm nay sẽ được ha. Dạ, yeah. Em cũng hy vọng. Rồi, nào. Chúng ta hãy kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em có cảm nhận gì thế nào về anh khi lần đầu tiên gặp? Anh có nụ cười đẹp. Cảm ơn em. Em nghĩ thế nào về quan điểm của tình yêu? Em nghĩ là hai người đến với nhau là phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chứ không phải là cưới nhau về rồi để đó. Cưới nhau về để đó rồi hả? Là có, cưới cho có anh. À, cưới cho có làm gì có, chuyện cưới cho có. Cưới về không làm gì chứ đâu, cưới cho có để đó. Rối, bắt đầu rối rồi đó. Ráng đi, mất xíu được cho hôn nhau đó. Thì anh nhìn em thì anh có cảm giác gì không anh? Thì thứ nhất là về giọng nói thì cái giọng của em thì anh thích giọng em nhẹ dịu. Dạ em cảm ơn anh. Nếu như mà điều kiện kinh tế, sức khỏe, gia đình cho phép thì anh có dám cùng em thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt bằng đôi chân không ạ? Tại vì công việc của anh á thì nhiều khi là phải ví dụ nghỉ thì cũng phải là nghỉ 1-2 ngày thôi, thì ví dụ nếu mà được á thì mình kết hợp ví dụ nghỉ 2 ngày trong tuần cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa. Ủa em hỏi cái đó làm chi vậy em? Dạ tại vì ngày xưa em có thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp từ Hà Nội về Cà Mau, nên bây giờ em muốn thực hiện cái hành trình lại với người em thích. Già đi 60 tuổi rồi, hai vợ chồng đạp đi có đầy đủ điều kiện kinh tế con cái luôn. Bây giờ anh nghĩ rằng là em có khoảng 1 phút để nói chuyện với bác trai. Nãy giờ bác trai nhìn em rất kỹ và cái người quyết định là ngồi dưới kia kìa. Dạ, con chào bác ạ. Thì con nghĩ là lên chương trình này con chỉ muốn là mình nói thật với lại cá tính, thật với lại cái tính cách của con. Nên con có một số khuyết điểm như vậy. Bạn Châu của con thì cũng có nhận xét như vậy. Con nói chung là con là nữ công gia chính thì con làm được hết. Con khẳng định là con sẽ là một người vợ tốt. Dạ. Rồi. Bạn gái đã hứa với ba là sẽ là một người vợ tốt đấy. Hiện tại giờ cảm xúc của em khi ngồi đây, hiện giờ em cảm thấy như thế nào? Dạ là cũng thấy cảm thấy hồi hộp. Tại vì lần đầu tiên mà em muốn quen một bạn gái mà quen một cách chính thức luôn, chứ không phải như tình cảm hồi đó nữa. Đúng rồi, hôm nay là chính thức đó. Có ba ngồi dưới, thậm chí nhà có bà con, rồi bên kia có cả gia phả xem nữa. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai để tin tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Trái tim màu đỏ
hãy nắm lấy tay nhau. Mình gái thấy sao? Không biết nói sao hết à. Nói sao, cảm giác thế nào có thể tả được? Thật sự là em không biết nói gì luôn. Dạ. Còn bạn trai? Em thấy không? Em thấy rất là vui và hạnh phúc thì đầu tiên đóng tay chính thức vậy. Chưa hôn lần nào luôn đúng không? Dạ. Bây giờ hôn cái đi, xin phép ba cho hôn bạn gái cái đi. Nó có để từ từ đi. Đúng rồi anh. Chị nào hôn nhắn tin báo chị, anh Linh biết nha. Dạ. Đi xin ráng 2019 là sanh con nha bạn. Lâu quá. Chúc hai bạn đây, xin là tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúc hai bạn hạnh phúc. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha, con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não không? Chúng ta đã thành công ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mình có thể giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái phía bên kia. Em tên Lâm Tấn Khương. Em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi. Hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và bạn bên đó. Em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Mấy sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà, em thấy mình để quên rồi. Em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ, cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Quên bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh, chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy, bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? Em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường, còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. Thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Đó là chị. Ai biểu nghĩ vậy chị? Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. Dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. Em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là gặm ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á. Làm thử cái con biết cái mức độ tới cỡ nào. Thử hả chị? Đúng rồi. Chắc em cho em đứng lên cho có nội lực. Đúng rồi. Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Mà nhiều khi người ta ra đường nó nói thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé.
anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh, ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới Cát Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được vậy thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nha, em cũng tương đối cao cao, không cộng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu. Mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ gì. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè nè nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ờ chê tôi là chết không? À. Nói chung là cũng chăm sự nhà chị. Qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Em lanh quá chị. Ờ anh lanh quá. Em thấy em lanh không? Còn hơn em. Em lanh không? Thì hơi hơi. Đó nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, hai người nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Ờ nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã của em là hát á chị. Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập cho em rồi. Ờ vậy vậy. Được. Không chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bệnh đi về. Nói chuyện với anh đâu, hát đi. Dạ vậy cho em hát em nhắm mắt nha chị. Ờ cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu nâu. Nghe cái tựa là người ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trong mây gây, ông mặt trời mới dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Làm giật mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Mít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh nhớ lại đi. Là nhìn lượm thủm á. Không, mà đây lịch sự lắm. Tại vì nó không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó thôi nha. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè. Hỏi về người nhà em có đi theo không? Dạ em có cái anh bạn đi theo. Chào anh bạn, thấy cô mình nói thế nào? Dạ bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. À, nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế. Rồi rồi. Dạ, bốn bạn nữ xinh xắn. Dạ. Chào anh Huyền lên, chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế này sao? Đầu tiên là ảnh hài. Bạn em cũng hài dữ lắm anh. Cái một rồi anh có ý kiến gì không? Chắc bạn em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rồi đó, tài vận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi. Rồi em coi quẻ, em coi quẻ cho hai người này. Quẻ bạn. Có ngày tháng nào được coi em báo luôn. Này được không? Theo em coi bói, năm 2019 kết hôn được, đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên, hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. Đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi ghét ai một rùi bự hơn một rùi tôi lắm nha, thiệt sự luôn. Anh thì tính anh thì anh nói thì nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan niệm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Ủa anh học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm mấy đó cũng có tiền mà sao em thấy em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua. Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Chứ tại vì đơn giản là
khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó chứ tự nhiên mà tự nhiên nói à, anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do trời, lý do do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. À, thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được chứ tự nhiên chị nói là em cứ, à, cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao chứ. Tưởng á. Em nói gì đi em, để người ta nói chị mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói thì liếm môi với anh, em không thích con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào, ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng, người mong anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc phải không? Ừ đúng rồi, hơi bị sốc. Đúng rồi, tại em đã nói ban đầu em thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi, sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi, được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân là mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên. Có làm gì đâu, tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Dạ yeah. Chắc cái điều tặng cái điện thoại với anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? Băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn. Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính ít nói hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau, cái đi mình đã đấm nói hẹn hò mà nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì nói chung thì chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc như người nào cũng phải là sao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y đó em cũng rất là thích, tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm á nha. Dạ không sao. Em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Quản thúc em luôn á. Mình biết anh hả? Sao biết hay vậy? Anh biết sao không biết? Hiểu không? Dạ, đó là chuyện bình thường. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn và mong rằng sẽ nhận được tin vui các bạn. Ok. Em cảm ơn anh Huyền Linh, em cảm ơn chị Cát Tường, em cảm ơn mọi người. Vâng, mời các bạn. Chỉ điều quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cứ bắt đầu mình quen mình được rồi chứ là không còn quan tâm nữa, giống như là bị mất đi cái cảm giác. Nói chung cũng khó thể nói được. Dù sao đi nữa thì mình phải có những thời gian mình phải sắp xếp. Rồi chào anh, nãy giờ ngồi đợi lâu không? Cũng bình thường thôi. Cái gì cũng bình thường hết. Có hồi hộp chờ đợi bạn nữ hôm nay xuất hiện không? Có rồi. Tưởng đâu nói bình thường luôn chứ. Đợi 30 giây nữa nha, tôi sẽ ra dẫn bạn ấy vào nha. Mời em gái. Bây giờ thì các bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Ok, bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về mình. Anh sẽ giới thiệu trước. Chào Cát Tường, xinh đẹp. Chào chương trình, chào bạn gái. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trương Văn Trung, sinh năm 1972. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu. Nghề nghiệp kinh doanh tự do. Cụ thể là mình kinh doanh về cái gì anh? Xe đạp và xe đạp điện. Mình có một cái cửa hàng. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Thị Bảo Trân, 33 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Tân Bình. Dạ, em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn luôn. Anh có ngại vì gì về cái khoảng cách này không? Trung cũng không ngại lắm bởi vì mình ngồi 2 tiếng xe đồng hồ thôi là xe sẽ tới nơi. Dạ. Khách ở Sài Gòn người ta cũng đi xuống Vũng Tàu tắm biển nhiều cả. Lâu lâu lên thăm bạn gái rồi lâu lâu mời bạn gái xuống đi tắm rồi, biển không đúng không? Không có vấn đề gì chuyện đó. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh thì mình có rất nhiều cái điểm mạnh. Ví dụ như sống hòa đồng, vui vẻ.
chút về cái năng khiếu và khéo tay, có những sở thích, những cái đam mê của mình nó về ca nhạc, thế thường thường hay hát karaoke và chơi thể thao. Thì nói chung là sức khỏe tốt, có thể thao, công việc cũng... Còn về cái điểm yếu thì lúc còn trẻ thì tính khí nó có hơi nóng một chút, nhưng không cả ràm cũng không để bụng. Rồi là một cái điểm yếu nữa là thí dụ công việc mà kinh doanh mua bán thì mình hay đưa ra những cái quyết định nó rất là nhanh. Tại sau đó mình kiểm tra thì có thể là mình bị mắc một chút thì nó thiệt thòi trong cái việc đó. Thì những cái đó thì mình cải thiện được, nó không có vấn đề gì. Còn đặc biệt là mình không có rượu chè hoặc là trai gái hoặc cái gì hết. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn. Nói chung là em siêng năng, ở nhà thì em hay dọn dẹp, biết ca hát, em rất là hòa đồng. Có chương trình nào của công ty là em được tham gia hết. Còn điểm yếu của em á là em hơi khó tính chút xíu. Giống như là ai mà ở chung với em á mà không có sạch sẽ, không có gọn gàng thì nói chung là em không có thích. Ví dụ em nói mà cải thiện được thì em không sao, nhưng mà nếu mà không được thì nói chung là em không thích. Bây giờ có thể tặng ảnh đằng chương trình một cái bài hát gì đó mà em yêu thích cho cái chương trình đó. Nó vui lên, nó sớm lên. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu như không còn gì để vun vấn, người hãy quên em đi, đừng bận tâm chi nữa. Nếu không còn gì để ước mơ, vì tình yêu ta đã chẳng lâu bền, hãy xem như mình kết thúc êm đềm. Trời ơi, cái gì mà mới gặp nhau mà hãy quên em đi rồi kết thúc êm đềm vậy trời. Thiệt tình, cái này mà ai tin phong thủy là thấy phong thủy không có tốt rồi đó. Cái nội dung của bài hát nó không có liên quan gì đến về tình trường. Anh bao nhiêu mới? Năm 30 tuổi là mình đã lập gia đình, kéo dài được 17 năm. 17 năm? 17 và hoàn toàn đổ vỡ về cách đây là hơn 1 năm. Đã được hai cháu, cháu lớn năm nay 15 tuổi và một cháu là 7 tuổi. Hiện tại là mình đang nuôi hai cháu. Nhưng mà hiện tại anh với vợ cũ của anh có còn liên hệ gì với nhau không? Không. Hiện tại thì cô đã theo người đàn ông khác và đã có con với người khác của người ta rồi. Thì em cảm nhận như thế nào? Có ngại khi mà tiến tới với một người đã từng đổ vỡ, một người đàn ông đã trưởng thành hơn mình rất là nhiều, có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình? Cái đó là em cũng cần. Nhưng mà quan trọng là ảnh có biết mà sống với gia đình em, rồi em sẽ sống tốt với gia đình ảnh. Nói chung thì em cũng khai thị cái chị Cát Tường là em cũng đã một lần đổi vợ. Vậy hả? Dạ. Mình có cháu nào chưa? Dạ có, con của em năm nay được 8 tuổi rồi. Ở với ai? Dạ ở với mẹ em với em. Ở với mẹ em với em. Hôn nhân đó là được bao lâu? Lấy chồng năm 23 tuổi thì hôn nhân của em được 5 năm. Đến bây giờ thì cũng có quen bạn trai, nhưng mà nó bị vô tâm á chị Tường. Chứ trong cái trường hợp là thương em, không quan tâm con em. Chỉ là quan tâm là chỉ lúc đầu đi, lúc sau cái bắt đầu mình quen được, mình được rồi chứ là không còn quan tâm nữa, giống như là bị mất đi cái cảm giác là em. Mà nếu như bây giờ em tiến thêm một bước nữa thì con em sẽ như thế nào? Nếu mà em tiến thêm bước nữa là con em phải ở với em. Anh suy nghĩ như thế nào về? Đối với anh thì đối với con nít thì anh rất là yêu thương chúng, anh không phân biệt nó là con của ai cả. Kể cả những con hàng xóm sang nhà anh cho anh gặp con nít là anh rất là quý chúng nó, cho nên cái chuyện đó thì nó không quan trọng lắm. Thương mẹ thì phải thương cả con. Chúng ta đều là những người đã gãy đổ thì chúng ta sẽ có những cái sự cảm thông cho đối phương. Nếu thật sự ta yêu thương một ai đó thì chắc chắn cái gì cũng được hết á. Bạn mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Anh ấy phải có công việc ổn định. Thứ hai á là anh ấy phải có nhà. Để có thể sau này á là một gia đình mình sống nó không có bị mà giống như là lênh đênh quá. Đúng rồi, an cư thì mới lạc nghiệp. Dạ, an cư lạc nghiệp. Tiêu chí của em là vậy. Anh đang sống là với hai con anh thôi hay còn với ba mẹ gì nữa không? Có mẹ nữa, mẹ. Gia đình thì có bốn anh chị em, thì bây giờ là anh là con trưởng, hiện tại là ở với anh. Thế em có ngại đi lấy chồng xa không? Không, ngại là nhưng mà vấn đề là quen một tuần anh có thể gặp em được mấy lần. Thí dụ quen nhau mà một tuần anh gặp em một lần chắc không được. Tại vì em cần cái sự quan tâm. Cái ý nguyện vọng của em muốn một tuần gặp mấy lần? Ít nhất cũng 3 lần. Trời ơi, em dọn ra nở luôn với cổ đi. Cái này thì anh thấy khó rồi. Bởi vì thực tế thí dụ như anh bây giờ cái cửa hàng là anh mở cửa ra là từ sáng đến tối. Anh không đi được, anh phải bán hàng. Nếu mà có quen, có hẹn hò thì có thể là một tuần hoặc một nửa tháng mới được một lần chứ. Bởi vì cái thời nó cũng mình phải còn phụ thuộc vào công việc nữa. Mình có thể nào rút ngắn cái thời gian tìm hiểu lại? Em thì cũng không có thời gian nhiều. Tại vì ban ngày em phải đi làm, ban đêm cũng phải đi học thêm. Em học gì nữa? Dạ em học tiếng Anh á.
nên thích dù một tuần em chứ là em rảnh được 3 ngày trong tuần với lại thứ bảy chủ nhật. Nếu mà được vậy thì đó. À, rồi thôi cái này thì các bạn sẽ khi nào gặp nhau thì mình sẽ trao đổi trực tiếp với nhau hơn. Mình nhìn mặt nhau mà có cảm xúc mình dễ chia sẻ đúng không? Thì tôi nghĩ là nếu như mà mình thích rồi cỡ nào cũng được hết. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đừng có ốm quá, nói chung là nhìn cũng được trai chút xíu. Tuổi tác không quan trọng nhưng mà quan trọng anh đấy có tâm chút xíu. Tâm là ai cũng có mà cỡ tâm có tầm hay không thôi. Về ngoại hình cao 1m65 trở lên thì được, mặt mũi thì sáng sủa. Trời ơi, cái gì vậy, sao mà nhận ra được? Tấm hình này là chụp năm 1993 đúng không? Nguyên một đại đội năm 1993. Anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chung là tâm lý của đàn ông thì ai cũng thích trẻ đẹp. Nếu mà đẹp như Cát Tường thì là cái tốt quá. Còn không thì như siêu black thì cũng không vấn đề. Siêu black cũng không vấn đề. Cái quan trọng nhất là trong cuộc sống là biết chia sẻ. Quan trọng là cái tính cách. Em hãy cho anh một vài cái gợi ý. Là mũi cao, có nụ cười tươi. Có nụ cười tươi. Tiếp. Lông mi dài. Còn anh hãy cho cô ấy ba cái gợi ý. Tấm hình đó thì cách đây nó mấy chục năm rồi. À. Bây giờ nó hoàn toàn khác. Nói chung là cũng người cũng không cao lắm. Không 1 cao mét, lắm. 1m68. 1m68. Người thì cũng không có mập. Rồi ráng kiếm đi hai bạn. 30 giây tìm kiếm trong vô vọng. Rồi đâu? Cổ đâu? Hay quá. Đâu đâu coi coi coi. Đây hả? Đây 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 hả? Bây giờ ai đoán sai là sẽ bị nhéo lỗ mũi nha. Thì đối phương nhéo lỗ mũi, đồng ý không? Được. Rồi được. Mở cửa trái tim. Xin mời hai bạn hãy nhìn xem cái cảm giác, cái giác quan của chúng ta hôm nay có đúng hay là không. Ai sai tự động đưa cái mặt qua trái tim này cho người ta vuốt lỗ mũi. Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao hả? Lỗ mũi cao là vuốt luôn cho nó xẹp. Đúng không anh? Chắc đúng. Đúng mà hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh chỉ cho cô coi coi anh là ai. Anh là ai trong này? Hả? Cất lớp rồi nè, cổ đoán anh là anh này nè. Anh đó thì thấp lắm. Thấp lắm. Anh đó chỉ có 1m5 mấy thôi. Đây, ảnh đây. Để coi coi. Trời ơi trời. Không có nhận ra được. Cách đây 30 năm rồi. Đưa lỗ mũi qua đi cưng. Có chơi có chịu cưng ơi. Rồi, tặng quà kìa, tặng quà, tặng quà. Rồi, đến với chương trình, em có bó hoa gửi tặng em. Chúc em luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ như ngày hôm nay. Em là cô gái xinh đẹp. Và ngày hôm nay, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn những món ăn rất là đặc biệt. Đây là một phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food. Ship thức ăn nhanh, trọn set là gồm có mật gà thốt mật ong nè, cộng với kimbap truyền thống nè, cộng với trứng cuộn ngũ sắc. Ăn rất là no, phần ăn này ăn no dành cho cả hai người luôn. Nhưng mà giá thì rất là sinh viên. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa các đường sẽ quay lại. Thí dụ như hồi nãy anh nói là anh có hai đứa con. Lớn chưa? Em không nghe rõ. Cháu lớn là anh hai đứa con trai. Cháu lớn năm nay 15 tuổi và một đứa lớp 7 tuổi. Hiện giờ là anh coi cái cửa hàng ở ngoài đó. Cửa hàng thì anh đang ở cửa hàng luôn. Vừa ở đó là vừa hoạt động kinh doanh và vừa là còn là cái nhà thì mình phải cho thuê. Và hiện tại anh cũng đang có một cái sạp trước chỗ mà hồi xưa vợ đang bán ở ngoài chợ. Cái sạp đó giờ ai coi anh? Thì anh cũng đang cho thuê luôn. Rồi thí dụ như mà mình quen nhau á, rồi mình gặp nhau sao? Còn mà muốn 2-3 lần thì anh thấy cũng hơi khó. Bởi vì em biết là em cũng phải đi làm, anh cũng phải làm. Cái việc này có thể là anh nghĩ thì cái thời gian ở trên này thì nó cũng không có nhiều để mình có thể sắp xếp được cho cái việc đó. Vậy là em là con gái hay con trai? Dạ em cũng có hai con trai đang ở với em nuôi. Nói chung là xa quá rồi em thì em chỉ muốn người đàn ông của em á là phải ở bên cạnh, không phải là cần nhất thiết ở bên cạnh nhưng mà ý là phải có thể như ghé thăm em hoặc dẫn em đi chơi thường xuyên chứ không phải là xa xôi vậy rồi sao mình đi chơi. Thì nói chung cái đó thì ai cũng muốn, anh cũng thế à. Mà nhiều khi nói chung cũng khó thể nói được. Dù sao cho nữa thì mình phải có những cái thời gian để mình mới sắp xếp. Em có đi Vũng Tàu không?
Dạ, lâu lâu công ty tổ chức mới đi thôi chứ không có được xuống dưới. Anh thì Sài Gòn, nói chung là anh cũng hồi xưa anh sống ở đây cũng là gần 10 năm rồi. Hồi xưa anh làm bên nội thất. Bây giờ anh quay về anh kinh doanh, anh buôn bán. Vậy một tuần anh gặp em một lần được không? Một tuần một lần. Chắc không? Còn nếu như mà thí dụ như mà cảm thấy tình cảm nó tới á, mà nó đủ á, thì có thể là mình về một chung một nhà luôn, muốn nhà không có. Cái này thì anh nghĩ là cái hoạch định cho sau cái cuộc gặp. Còn bữa hôm nay thì mình chưa thể nói lên được điều gì đúng không? Cứ cho nhau những cơ hội đi, rồi thí dụ mình ngồi uống cà phê hoặc xem phim cái đó thì mình nói chuyện nó dễ hơn đúng không? Thí dụ như hôm nay mình bấm nút đây đợi thì tuần sau mình mới được gặp nhau. Tường đã quay trở lại. Sao anh nãy giờ có ăn không hay là nạp tâm sự không ạ? Thời gian thì nó có rất là ít ở trên chương trình này. Để mà nói ra được cái gì cho người bạn gái người ta hiểu thì chắc là hơi khó. Bây giờ Tường sẽ có những cái yêu cầu trên đây. Hai bạn hay bốc, mình trúng bốc thăm, trúng cái yêu cầu gì thì mình sẽ yêu cầu đối phương thực hiện cái điều mà trong chương trình đề ra. Mời anh. Anh lấy cái đỏ anh. Hãy đọc lớn cho cô ấy nghe. Nụ hôn đầu của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Đừng nói tôi quên nụ hôn đầu rồi nha. Ở năm 18 tuổi. Ở trên quận nhất á, lúc đó là đi coi bắn pháo bông á. À, hôn ngoài đường. Coi bắn pháo bông là hôn nhau ngoài đường. Ai biết đâu được. Nhiều khi đi coi bắn pháo bông rồi rủ nhau đi đâu đó hôn rồi sao, đúng không? Rồi mời em. Nói một điểm bạn không thích ở đối phương. Nói thật lòng nha, ở đây là trò chơi thật lòng. Nãy giờ anh tiếp xúc với cổ và nhìn cổ trực tiếp rồi. Hãy nói là cái điều gì ở cổ mà anh không thích. Không có được giận. Dạ. Chắc không có rồi. Không có thì bây giờ tới phiên tới cổ nói được không? Được. Em hãy nói một điểm nào ở ảnh mà em không thích. Em không thích tóc của ảnh á. Sao vậy chứ em thích tóc làm sao? Phải có tóc. Anh là đầu tóc gọn gàng. Một tuần là một hớt một lần. Một anh tuần có tóc mà. Nhưng mà ảnh cạo em không thích. Nhưng ảnh đâu có bị hói đâu nè. Tóc chân tóc rất là đầy luôn. Tóc rất là nhanh tốt. À. Thậm chí là 10 ngày là hớt một lần à. Nếu bây giờ mà không cảm thấy mà không thích thì là một tháng hớt một lần. Đúng thì nó dạ. Sẽ dài thôi. Không tóc phải, nhưng mà tại sao anh không để tóc mà lại cạo đầu á? Nó tốt ra thì nó cứ bù xù nhìn nó rất là khó chịu. Bây giờ để tóc lại được không? Thì để thì không vấn đề gì đâu. Để tóc thì chuyện nhỏ thôi. Nhỏ thôi, tóc mà chừng nào không có tóc mình mới lo này, có tóc mọc ra được. Không sao cả. Giờ thì là cái giây phút quan trọng nhất, Tường muốn là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Nhưng bây giờ là cái giây phút Tường muốn là hai bạn hãy nói thật cho đối phương nghe. Cho em hỏi ảnh một câu. À. Đúng rồi. Thí dụ như mình về chung một nhà, cái người giữ tiền á là ai? Từ nãy giờ cái chuyện quan trọng không hỏi. Thì như chắc cái việc này thì phải để sau mới nói được cái điều đó. Em chỉ muốn anh trả lời ngay bây giờ. Thì anh cũng rất là khó trả lời. Sao đâu có trả lời, trong đầu mình suy nghĩ là thí dụ mình lấy vợ thì mình ở với vợ, hay là hồi trước anh ở với vợ anh, ai giữ tiền? Đôi khi thì người đàn ông giữ tiền cũng tốt, mà nhiều lúc thì phụ nữ giữ tiền cũng tốt. Đúng, có đôi khi bây giờ trong đầu anh mong muốn thực tế là thực tế, khi nào tới thực tế mới biết. Nhưng trong đầu mình luôn luôn có những cái suy nghĩ và sắp đặt cho cuộc đời mình. Vấn đề này bây giờ nếu mà nói ra mà không làm thì nó cũng kỳ lắm. Thì anh cứ trả lời là anh sẽ là người quản lý, bởi vì anh thấy là anh quản lý kinh tế tốt hơn. Nghĩ sao mình nói vậy thôi. Còn đó cũng là một cách trả lời của ảnh, tùy em suy nghĩ thôi nha. Rồi nhắm mắt lại và đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nếu đồng ý thì sau 3 tiếng đếm ta bấm thật mạnh vào cái nút. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian, không ai bấm nút cả. Thế anh lý do tại sao anh không bấm? Bạn gái có nói là phải một tuần lên thăm tới 1 tới 2 3 lần. Thì cái khả năng đó thì anh không thể đi được, không làm được. Đấy nhất cái quãng đường rất là xa. Mỗi một lần đi Sài Gòn, thậm chí hôm nay là anh say xe. Say nặng xe luôn. Là cái khoảng thời gian đó là nó không thể cho phép mình làm được nó. Thứ hai là bây giờ mình cái trụ cột trong gia đình để nuôi các con. Cho nên là mình không vì một cái gì đó. Tất nhiên là tình cảm, tình yêu thì mình vẫn có thể là tìm kiếm. Nhưng mà nó xa xôi quá, đôi lúc cũng có những cái nó rất là bất tiện. Mỗi người có một cái hoàn cảnh. Rồi, còn em, tại sao em không là bấm nút? Em cảm nhận được ảnh chưa có thật sự giống như là muốn một cái gì đó để ảnh chia sẻ. Giống như ảnh muốn vợ nhưng mà ảnh chưa muốn thật sự chia sẻ cái chuyện riêng, cái chuyện gia đình của ảnh, cá nhân của ảnh. Đó là cảm nhận của hai bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của mình ha. Mời hai bạn. Rồi, thật ra thì các Tường cũng hơi tiếc. Và hai bạn vẫn sẽ còn có một cơ hội tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Xin gửi tặng hai bạn. Đến đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thêm một lần nữa. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.
Kính thưa quý vị, và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các tường xin chào và hẹn gặp lại. Chị khỏe không? Chị khỏe Tùng ơi. Quý vị dạ. Khán giả có nhớ anh Tùng này không? Quý vị khán giả có nhớ anh Tùng không? Tôi nhớ nè, tên là Nguyễn Xuân Tùng nha. Cao 1m82, đẹp trai vời vợi, khoe đồng hồ luôn. Rồi ghê chưa? Đó. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục, và ngoài ra em còn làm bên mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên cả. Ngon, chắc. Rồi, ngon, được. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng ý này không? Là quen hả? Tại vì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần Bạn Muốn Hẹn Hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ mà thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến này ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ, em nhìn thấy trong ảnh rồi. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Mở cửa trái tim nha quý vị. Mở cửa trái tim. Trời ơi, gì nữa. Rồi. Mình đúng đã từng hả? Gặp nhau. Đúng mình hả? Đã từng mình gặp nhau. Đã gặp. Đúng mình hả? Đã từng mình gặp nhau. Đã gặp nhau. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi, mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bạn Yến này hay không? Là quen hả? Quen hả? 1 chút mừng đi là, trời ơi, cho chút cảm xúc của em lúc này. Yến làm em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến, thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây, hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha, thì hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây. Hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong tay đó, thì anh cũng mong em nữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi. Một nụ ôm đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Sao Tùng? Không có khoe hả? Dạ. Sao Tùng ơi, bữa giờ Covid rồi mình có bị ảnh hưởng gì không? Rồi nghỉ dài phải không? Dạ có chị, ảnh hưởng cũng nhiều. Thì em bị thất thu trong mùa hè. Thất thu trong mùa hè à? Rồi giờ ở nhà làm gì cơ? Bây giờ em về nhà với mẹ em tránh dịch. Nhà mẹ ở đâu vậy? Dạ cũng ở Bình Dương nhưng mà cách chỗ em làm khoảng 30 cây chị. Kể chị Tường nghe coi, rồi lúc đó trên chương trình đó, rồi hai bạn chọn xong rồi xuống chương trình là mình bắt đầu qua lại quan hệ với nhau như thế nào. Kể chị Tường nghe coi, có hẹn hò được lần nào chưa? Trực tiếp đi chơi đồ được lần nào chưa? Dạ cũng có, cũng được
3-4 lần gì á, thì cứ tuần nào em cũng xuống, em chủ động em xuống, em với Yến đi uống cà phê thôi à. Có một lần thì đi ăn cùng với mấy anh chị em trong phòng khám của Yến làm á chị. Có thấy ổn không em? Thấy hiểu nhau, thấy có hợp nhau không? Dạ thì nói chuyện thì cũng nói ra những cái vấn đề của bản thân, những cái mà khúc mắc nó chưa có được rõ ràng đó chị. Có cái khúc mắc trong trong những cái suy nghĩ đó chị, thì cũng nói ra để cho cả hai cùng có một cái hướng. Tụi em cũng vẫn trong cái giai đoạn gọi là tìm hiểu thôi, chứ chưa có gọi là chính thức là gọi là yêu nhau. Dạ. Nhưng mà cái khúc mắc của mình hiện tại là khúc mắc vụ gì vậy? Em thì thoải mái, em sao thì cũng được. Mà chỗ Yến thì Yến ngại là sau này, ví dụ Yến có hỏi em câu là sau này ví dụ như nếu mà mình có cưới, anh có chịu xuống Gò Vấp anh sống với em không? Thì em mới nói á, từ xưa tới giờ ông cha ta đã nói là tiền thì theo lái, gái chồng. Nhưng mà đối với anh á thì anh không có ngại sống ở bất cứ chỗ nào hết, miễn sao là ở chỗ đó mọi điều kiện tốt nhất cho mình thì mình sống. Em phân tích là nó ở giờ quê anh ở Bình Dương, nhà cửa anh ở Bình Dương, cuộc sống anh mọi thứ anh đã ổn định rồi, anh sinh ra và lớn lên ở đây và cái mối quan hệ anh cũng đều có. Bây giờ anh đi đến một nơi nào khác anh sống thì cái điều kiện sống của nó phải tốt hơn cái hiện tại anh đang sống ở đây, thì anh chấp nhận. Bạn đưa ra một cái giả định như vậy thôi. Bạn cũng có một cái suy nghĩ là sợ xa bạn bè đồng nghiệp ở dưới, ở xa quê em vô đây em làm cũng đã xa rồi, mà Bình Dương với Sài Gòn sát nhau, tình yêu đủ lớn thì em về anh sống với anh cũng được có sao đâu. Thì sau cái đợt cũng đó, khó ha. Em cũng lên xuống, em cũng chủ động không, nói chung là tối em đi xuống, thường là em xuống buổi tối không à, tại vì Yến đi làm về buổi tối 5 giờ Yến về, thì ở Yến hẹn em là 7 giờ thì em cũng lái xe xuống, em đi 7 giờ em xuống dưới thì khoảng 8 giờ mấy thì hai anh em cũng đi uống cà phê trò chuyện xong rồi khoảng 10 giờ mấy em về đó. Thì mỗi lần xuống là chỉ có như vậy thôi. Sau đợt đó là dịch chị, rồi Gò Vấp nó ngay cái ổ dịch nữa, không có tiện đi lại. Ngày nào em cũng chủ động em nhắn tin chúc Yến, rồi chúc Yến ngủ ngon, rồi chúc buổi sáng vậy đó. Trong cái thâm tâm em nghĩ thì mình chân thành. Đôi khi á, em cũng có một cái chút xíu hụt hẫng một chút. Em có hỏi là em có chút tình cảm nào với anh hay không. Yến nói thì em có. Trong cái chuyện tình cảm, tình yêu á, thì em cũng mong muốn là có một cái sự giao thoa qua lại giữa hai người. Đúng rồi. Thì em cũng có nói thẳng với Yến là nếu mà tình cảm thì phải có cái sự qua lại, thì phải có điều. Em cũng không muốn ở một phía yêu thì xuất phát từ cả hai, còn nếu mà một phía thì gây áp lực cho mỗi bên lắm chị. Thì bản thân em vậy, nhưng mà bây giờ em với Yến vẫn giữ cái mối quan hệ là giữa hai người bạn, thì cũng có cái sự tìm hiểu lẫn nhau như vậy, chứ cũng chưa gọi chính thức gọi là yêu chị. Yeah. Em có tỏ tình chưa? Có, em nói em làm bạn gái anh nha. Cái thì Yến như cười, Yến nói hiện tại thì em cũng chưa có trả lời anh được, tức là chưa đúng thời điểm, chưa đúng lúc, tức là mới quá. Thì với cái sự cẩn trọng của bạn á, chắc phải tìm hiểu thêm về mọi mặt nó như thế nào thì bạn mới có thể là chấp nhận. Em cũng không biết nói như thế nào. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook á, em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. À, đã biết em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không, vì thấy xa quá đúng không? Dạ cũng một phần ạ, khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc, nó cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả, tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần, có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước á, bạn em cũng ở Gò Vấp á, đường Lê Đức Thọ, này cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn, công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa, chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh, chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà
thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé, khi mà anh học lớp 2, mẹ đi làm là nói như anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ, tất cả những cái gì đó anh đều thực hiện làm được hết. Ba mất sớm à? Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy từ Yến có cái trải lòng giống lúc nãy đó, thì nếu mà đến được với nhau á thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái, sống với hai thằng trai từ bay nhỏ lớn tao chán lắm, thì có đứa con dâu hiền hậu nữa là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Từ lúc đó tới nay là được nhiêu ta? Dạ 3 tháng chị. 3 tháng mà vô dịch hết cả tháng hơn rồi. Nãy giờ chị nghe Tùng chia sẻ thì cái suy nghĩ của chị dày, chị thấy là chị rất là đồng cảm với em. Thứ nhất là chị rất là quý, bởi vì Tùng là ở xa. Bây giờ cái tuổi của mình nó lớn hết rồi, lúc tuổi nhỏ nhỏ đó, tuổi teen đó, nhào vô mình yêu xích đầu mẻ trán luôn. Mình trẻ đó, mình yêu mình không có cần nghĩ tới tương lai, mình chỉ yêu thôi. Nhưng mà tuy nhiên á, thường nó sẽ không có bền. Nhưng mà ở cái tuổi này của mình á, cái tuổi mình bây giờ lớn rồi, thì Yến cũng vậy nữa, hai bạn đều là cái tuổi đã chín chắn trưởng thành. Và ai cũng có cái sự nghiệp riêng hết. Để yêu nhau rất là khó, bởi vì ai sẽ hy sinh cho ai đây? Tại vì người nào cũng có công việc, có sự nghiệp, thì cái tình yêu nó phải dữ dội lắm, nó phải đủ lớn thì người ta mới có thể là hy sinh vì cái người mình yêu. Trước mắt á, thì chị nghĩ rằng là tại vì mình đang bị xui một cái là mình đang dính cái Covid, đâm ra nó cũng làm cho cái tình yêu nó cũng, cái sự tìm hiểu nó cũng bị trì trệ lại. Tuy nhiên chị lại nghĩ nha, nhiều khi trong cái mùa Covid như vậy đó, mà có nhiều thời gian mình lắng động hơn, mình suy nghĩ hơn, kiểm tra lại xem là thật sự mình, ví dụ như là ở phía của Tùng, nếu mà Tùng thấy rằng là mình thấy quyết chí, mình nghĩ rằng là Yến rất phù hợp với mình, thì mình cố gắng tập trung, bỏ thêm một chút công sức nữa. Tại vì bản thân Yến là sẽ ngại. Ví dụ như chị Tường cũng vậy, bây giờ chị Tường yêu ai đó nhưng mà cái người đó ở xa quá, trong khi công việc sự nghiệp của chị Tường ở thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ để mà cuốn gói ở đây mà để đi theo một anh nào đó, thì đó là cái điều mà mình phải suy nghĩ, cân nhắc rất là nhiều. Mặc dù mình có thấy người đó được hết đó, mình thích người đó đó, nhưng mà yêu thôi, nhưng mà nghĩ tới để mà phải về chung một nhà thì phải suy nghĩ. Cho nên cái điều này là Tùng cũng phải thông cảm và cũng phải là tôn trọng Yến. Nếu em thật sự em thương cổ, em quý cổ, em dành thêm một thời công sức thêm nữa, tại vì cổ không có từ chối. Tại chị nghĩ với cái tính cách của Yến, với cái công việc của Yến á, nếu mà Yến không thích em á, Yến đã từ chối luôn rồi. Đằng này cổ không có từ chối, có nghĩa là cổ cũng quý đó, nhưng mà cổ lại cái chuyện là cổ phải đi xa đó. Thì bây giờ cái quan trọng đây là cái tình yêu nó phải đủ lớn, mà muốn cái tình yêu đủ lớn thì mình phải có sự qua lại. Mà bây giờ đàn ông thì thôi ráng chủ động đi. Chị hiểu, chị hiểu, chị hiểu Tùng, chị rất thông cảm. Nhưng mà mình chủ động, và nhất trong mùa dịch này, tớm chiều sáng tối, cái nghề của cổ là cái nghề hỗ trợ nhà nước chống dịch nữa, nên là cổ rất cần cái sự động viên, quan tâm, an ủi. Thì em cố gắng làm đi, rồi khi mà cái dịch nó vừa qua một cái, mình tiếp tục tăng tốc lên, tốc lên, rồi mình quyết luôn, tăng tốc lên một cái, tới một cái thời điểm chín mùi thì mình tỏ tình lại một lần nữa. Đó, được thì mình là tính tiếp, còn không được nữa thì mới thôi, mình không có hối hận. Chứ bây giờ mà mình cứ tàn tàn á, rồi sau này mình cứ nuối tiếc là không biết cổ như thế nào. Cổ chưa trả lời là mình vẫn còn cơ hội, thì mình cố gắng quyết liệt lên để xem cổ có đồng ý hay không. Đó thì để mình biết. Đương nhiên cái tuổi này thì mình cũng không mất quá nhiều thời gian cho một cái mối quan hệ và không có hồi kết. Nhưng mà mình cũng phải cho người ta có đủ một cái thời gian để mà cảm được cái sự chân thành của mình. Cho nên là Tùng cố gắng thêm một xíu nữa nha Tùng nha. Hôm nay á, Yến như mà Yến có coi được cái chương trình này, nghe được hai chị em mình tâm sự á, thì Yến cũng nên là chủ động một xíu. Và nếu có thích anh Tùng thì mình cho anh Tùng một cái cơ hội. Phụ nữ mình cũng mạnh dạn một chút cũng không sao đâu nghe Yến nha, không phải hết. Còn phía Tùng là phải cố gắng chủ động hơn nữa nha Tùng nha. Dạ ngày nào nói chung là em vẫn giữ, em vẫn cứ kiên trì chứ chị. Ngày nào em cũng nhắn tin, tối trước khi ngủ em cũng có gọi cho Yến nói chuyện chút.
nói hôm nay thế nào. Hôm nay thế nào, mọi việc sao, có gì vui, có gì buồn, rồi xong đó là chúc ngủ ngon. Mỗi ngày là đều như vậy, nói chung ngày nào em cũng đều đặn như vậy chị. Vậy là tôi quá tốt, như vậy là Yến thích em đó, tin chị đi, như vậy là Yến thích em đó. Chứ phụ nữ không có thích á, người ta bị làm phiền lắm. Em cũng muốn mong gì? Muốn đều là, nói chung là Yến có một cái quan tâm đến em một cái một chút nhất định cũng được. Ví dụ lâu lâu không có cần mà ngày nào phải nhắn tin cho em đâu. Ví dụ lâu lâu nè, lâu lâu cái à nay anh sao, anh ăn cơm trưa hay gì đó thôi. Một cái nhỏ nho như vậy thôi là mình cũng thấy vui rồi chị. Dạ, em tâm sự với chị á, là trong cái thâm tâm của mình á, thì mình cũng muốn người con gái đó có một chút xíu gì đó gọi là quan tâm đến mình á, mình cũng hiểu rồi chị. Hiểu rồi, chị hy vọng là ngày hôm nay nếu mà Yến nghe được tâm sự của hai chị em mình á, thì Yến sẽ cảm nhận được cái tình cảm của em. Thì thôi, bây giờ vẫn còn đang trong mùa dịch thì chị chúc cho tất cả em cố gắng được mình giữ gìn sức khỏe nha, rồi vẫn giữ cái mối quan hệ, cố gắng thăm hỏi nhiều hơn nữa, rồi hết dịch là mình sẽ tấn công mạnh mẽ lên, rồi có tin vui gì nhớ báo cho Tường biết nha Tùng nha. Cố lên nha Tùng, cố lên. Em cũng chúc chị nhiều sức khỏe. Okay, là cảm ơn Cơn. Dạ, rồi hẹn gặp lại một buổi chiều vui vẻ. Ok, cảm ơn em, bye bye. Chàng trai tiếp theo trong series ngoại truyện đặc biệt này là anh chàng BT nhút nhát, thật thà Đinh Thanh Sơn. Với ngoại hình điển trai, tính cách hiền lành nhưng đã mạnh dạn tiến tới bấm nút cô gái vốn không được sắp xếp của mình. Cuộc sống hiện tại và trạng thái tình cảm của Sơn ra sao? Mời khán giả cùng lắng nghe anh chàng chia sẻ nhé. Giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm yếu của em hơi cẩu thả. Trời đất ơi, cẩu thả là cẩu thả làm sao? Cẩu thả về sinh hoạt, hay quên. Em hay tự ti, giao tiếp trước đám đông quá vậy. Vì nghe rung rung quá vậy. Rung lắm, rung mà. Đâu. Mà cái cơ mặt giật vậy nè. Mai mốt người ta xách theo hai cục tạ đi theo để quay cho nó tự tin lên. Sao, điểm mạnh có điểm mạnh gì? Điểm mạnh em chơi được tất cả môn thể thao. Ví dụ. Giờ chơi đá bóng, bóng chuyền, bơi rồi. Bây giờ gym có động tác nào, tập gym, tập đồ gì biểu diễn vài động tác tôi coi thử coi tôi tin tưởng không tôi mới book show chứ. Đơn giản nhất thì mình hít đất. Thôi hít đất đi, lâu quá chương trình không ai hít đất hết trơn. Được không em? Đúng, em không? Em ý kiến là hít đất là dễ nhất. Thấy chùa to như vậy mà. Ông này gian nha, cái mặt gian dễ sợ. Đâu, em bảo em định gợi ý cho bạn. Rồi, mời em. Hít bao nhiêu cái vậy? Hết khi nào gục thôi, hết khi nào gục thôi. À, chuẩn à. Trời hết sâu dữ. Chuẩn gì trời, yeah, BT mà. Trời ơi, cơ lên. Hãy cơ lên nè. Trời ơi, quá sức luôn. Khúc nào là khúc đó luôn. Wow. Tốt, áo bơm lên não, hết rung chưa? Được đúng ha. Rồi, hit đất xong đỡ rung hơn. Ngoài lúc đi làm ra mình rảnh mình làm gì? Chà, em hay chơi game. Chơi game. Dạ. Trời ơi. Tuần thì hay đá banh với bạn bè. Rồi chuẩn bị tiền để lấy vợ chưa? Chuẩn bị được ít. Tiết kiệm được nhiêu rồi? Chị hỏi thiệt mà. Tâm sự đi, trải lòng đi. Tâm sự đi. Chị bấu tay bấu chân chứ chị không có mượn tiền đâu, hứa luôn. Chị giúp đỡ với hỗ trợ không à. Cũng được 300. Cũng được 300. Trời ơi, ngon lắm. Làm gì gồng quá vậy? Dạ, cảm xúc em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh. Nhìn trông bé rất là hiền. Cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa? Cho qua thử chạm điện cái đi Tường. Mời em. Đây. Nè. Dạ. Coi chừng chích queo nha. Sao tay anh lạnh vậy? Sao cảm nhận sao? Tay bạn ấm. Tay bạn ấm quá hả? Em cho em nắm hai bạn. Không biết cảm xúc còn như thế nào? À, anh xin phép. Dạ. Anh luôn không? Anh thôi. Anh luôn không? Kỳ quá. Anh bắt tay. Cảm nhận. Cảm nhận là tay bạn ấm. Tay nào ấm? Hai bạn gì kỳ vậy ông? Có mình tay ổng lạnh nè. Sau khi tham gia chương trình xong thì em thấy cuộc sống cũng như mọi khi, nhưng mà có nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè. Bạn bè nó thấy rồi nó kêu hôm nay em muốn nổi tiếng hay sao đi tham gia. Cái em nói là tôi gói đầu lên đây là tìm người yêu, nhưng mà không được. Nhiều người thắc mắc là tại sao em lại tham gia chương trình. Thì em cũng nói là thì em thấy xem cũng theo dõi kênh nhiều và thấy chương trình khá thú vị nên em cũng muốn lên, nếu mà may mắn là gặp được người yêu hay gì đó thì thấy cũng vui. Sau năm cái tiếng đếm của anh Đạt, các bạn hãy đưa ra cái quyết định
Nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết, chúng ta có quyền không bấm nút. Nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào, màu đỏ hay màu xanh, chúng ta hãy bấm vào cái nút tương tự. Nếu như mà cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm, em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Bấm. Và đã có kết quả. Sao em không bấm vậy? Vì sao em không bấm vậy? Anh à, vậy tại vì cảm xúc của em lại là kiểu như mà, chắc là em nó làm bạn trước nữa. Dạ. Anh chưa đủ rung động hả? Dạ. Cả hai anh luôn hả? Dạ, em cũng hẹn nhiên về kết quả này. Hai anh đều bấm em hết trơn luôn mà em không bấm ai hết trơn trời á. Hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết. Sao quanh? Em không có ấn tượng ạ. À nói chung là chưa có một nụ cười chích queo. Đúng. Bây giờ cho em bấm lại, em có bấm ai không? Dạ em nghĩ em cần thời gian hơn nên là em nghĩ là nước này là không hợp lý nên là em không. Vẫn giữ lập trường phải không chị? Không. Mời tất cả bốn bạn chúng ta rồi ra đây luôn nè. Không được bi quan về tình dạ, yêu không, nhớ em... chưa? Vâng. Cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước, tình yêu rất đẹp. Chính xác. Em cũng vậy nữa, có thể hôm nay mình chưa may mắn, cái duyên mình chưa tới, hơi rụt rè, lần sau phải tự tin hơn một chút xíu. Không, để em mở cờ cái nè. Mở cờ. Trúc. Dạ. Thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không? Nhưng em có hứa hẹn là sẽ gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không? Dạ nếu mà có điều kiện thì có thể xảy ra. À vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai. Được cái cảm giác mà khi mà mình bấm chọn người ta, người ta không chọn mình như thế nào? Cũng hơi buồn đúng không? Tại vì đúng cái người mà anh tìm này, cái không phải là ngoại hình nữa, nhưng mà cái cách mà như là yêu động vật hoặc là nấu ăn gì bạn có, với cái cách bạn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhìn trắng. Cái lúc mà bạn đưa cho anh cái bánh đầu câu á, cái món đó thực sự rất là ngon và cũng là món anh thích. Đúng những cái hành động đó thì làm cho anh ấn tượng, rất là ấn tượng. Nhưng mà nếu mà cho anh cơ hội thì anh sẽ tỏ tình cực kỳ hơn. Tại lúc nãy mẹ Trúc cũng có kêu là mời anh qua ăn cơm rồi. Cô thấy như thế nào về hai chàng trai nè? Thì cô thấy hai đứa bé nó cũng ngoan, nhưng mà nó không thuộc trong tầm tay của cô, quyền lựa chọn đóng của cô. Thằng bé mặc áo bên xanh nó cao hơn bé bên đỏ ha. À, bên này thì nếu nhát, bên kia thì nói nhiều hơn. Nó nếu mà ở trên đời để hoàn hảo, bên xanh á thì nên nâng lên xíu, bên đỏ thì nhún xíu, thì con gái đứa nào nó cũng thích hết. Chính giữa hai đứa đó đi là nó chọn ấy. Sau khi trường xong thì em về có nhắn tin là hỏi thăm sức khỏe thôi, em chưa đề cập tới vấn đề đó. Xong rồi lúc đó bạn cũng chia sẻ là tại vì bạn bị bối rối cái giữa cái mà ngồi ghế xanh với cái đỏ, quan tâm đến cái đỏ là không để ý tới ghế xanh á, nên cái lúc mà em bấm thì bạn hơi bất ngờ. Bạn cũng chia sẻ thì bạn lúc mà nhìn em thì bạn cũng có cảm tình, lúc đầu bạn cũng hơi ngại, nhưng mà về nói chuyện thêm một hai hôm thì em có chỉnh bạn nói chơi đồ, cũng đi ăn uống này nọ. Và hôm sau em qua nhà bạn chơi thì em cũng tỏ tình luôn. Mẹ bạn nó có đề cập tới vấn đề của em là tới bây giờ tiến tới hôn nhân, tại vì gia đình em đang có gặp trục trặc về gặp tang của ba em, nên dự định phải trong vòng hơn một năm sau thì để hai đứa tìm hiểu một thời gian rồi em mới có thể tiến tới hôn nhân được. Đến bây giờ em quen Thảo Trúc là em thấy cảm thấy là một cái duyên khi mà em tham gia chương trình này. Mặc dù là không trên trường quay bạn không chọn em, nhưng mà nếu mà mình thích một người thì mình cứ tìm cách tỏ tình, biết đâu là gặp được may mắn. Qua lại quan hệ với nhau như thế nào, kể cho Tường nghe coi, có hẹn hò được lần nào chưa? Thảo Trúc cũng hơi nói chung là còn hơi con nít, nhưng mà
tính bạn thì thật thà, dễ gần nữa. Ưu điểm của em là em làm tốt công việc được giao một cách chỉnh chu và em tự tin trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của em á thì em nóng tính, với lại là em không biết đùa giỡn, thỉnh thoảng em hay lười. Tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua một mối tình cách đây 3 năm. Được bao lâu? Dạ cỡ 6 tháng ạ. Người đó là gia đình em kiểu như là làm mai với nhau kêu em. Xong cái trong quá trình tìm hiểu xảy ra nhiều cái xung đột, xong rồi không có tiếng nói chung. Xung đột là xung đột như thế nào? Ví dụ như trong một vấn đề đi thì em với anh đó nói chuyện là anh đó sẽ cãi lộn như là cãi cho thắng em luôn, chứ không thể nào nhường nhịn em được. Kiểu như là nói với nó chứ không có được, chứ không có nhịn em. Nên là em thấy nó kỳ kỳ đó. Ai là người đề nghị chia tay trước? Dạ em ạ. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hai em. Dạ. Lý do gì mấy năm nay là không có một thêm một cái mối quan hệ nào khác? Dạ tại vì em nghĩ như là kiểu như là mình quen là mình phải xác nhận là mình cưới thì mình mới hẳn quen, chứ đừng có quen linh tinh, nó kỳ lắm. Yêu là phải hướng tới cưới là dạ dạ đúng quen. Rồi yêu là phải hướng tới cưới chứ đừng có quen chơi chơi. Nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào? Dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó. Lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi, tại vì lúc trước khi mà quen nhau á là hai người đã hiểu nhau á nên họ hiểu được cái cảm xúc. Rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn gái cũ thì em nghĩ sao? Quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, nên em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại. Cái gì tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được thì thôi. Thì cũng tha thứ. Nhưng mà kiếm một người bạn rất là khó, mà kiếm được kẻ thù rất là dễ, nên là nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường, cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó, tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu. Lỡ như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được. Mẹ em có xem và em cũng nói là em đang quen bạn Thảo Trúc, và mẹ em nói là nếu mà tới mà về nhà thì dẫn bạn Thảo Trúc về nhà. Món này là ai làm? Dạ em làm mà, em dậy sớm em làm á. Ok, cảm ơn Trúc. Cảm ơn. Ăn đi, mỗi bạn ăn miếng đi. Sao, cảm nhận như thế nào? Rất là ngon, đúng món em. Ngon ha, vậy là nữ trong gia chánh có lẽ phù hợp ha. Cô rồi cô cũng xem chương trình á. Xong rồi hôm đó thì cô nói cho cô tin, cho cô số liên lạc để cô gọi điện nói chuyện. Tại cô thấy Trúc dễ mến á, thấy em thấy Trúc rất là quan tâm gia đình, rất là thương gia đình, rất là lễ phép. Anh nói rất là kính trên nhường dưới. Ngoài thời gian gặp nhau thì chắc 24/24 là thường xuyên nhắn tin á, khoảng rằng giờ sáng hoặc giờ trưa hoặc giờ chiều, những cái giờ mà rảnh rỗi của Trúc á, tại vì Trúc có đang phụ gia đình, bán cơm ở nhà. Em có tỏ tình chưa? Em không biết em tỏ tình lúc nào nữa, nhưng mà hôm đó sau em qua em nắm tay, rồi thời gian sau không biết là quen nhau lúc nào luôn. Em nắm tay rồi lúc đó em nói là năm sau anh cưới em nha. Xong rồi Trúc mới bảo là thật, anh có thật không? Em bảo là thật, thật sự cái gì đó mà không biết. Em nắm tay Trúc đồng ý, em nghĩ các bạn đồng ý rồi. Xin chào mọi người, em là Thảo Trúc của tập 11 chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Trong chương trình em có nhiều niềm vui hơn và em có thêm được những mối quan hệ mới. Hôm trên sân khấu mặc dù em may mắn được cả hai anh bấm nút chọn em, nhưng mà do lúc đó em không có ấn tượng sâu sắc với anh nào hết nên là cảm xúc của em không hướng về ai cả. Sau hôm quay hình thì em có nhận được lời mời kết bạn Zalo của cả anh Sơn và anh Cương, nhưng sau đó chỉ có anh Sơn liên lạc với em thôi. Và sau một thời gian tìm hiểu cũng như là trò chuyện, em nhìn thấy được sự chân thành của anh Sơn nên em quyết định đồng ý hẹn hò với ảnh. Em cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau. Em chúc chương trình ngày càng thành công. Ok, cảm ơn Cương. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Ghép Đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé, và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media.